chào, tôi là Titi Mary. Chào mừng các bạn đến với chương trình Let's Learn English with Anna. Đây là vườn cây của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về vườn cây nhé. Bây giờ chúng ta đi thăm Anna nào. Cô ta sẽ trả lời câu hỏi How does a garden grow? Hi there. Seeds are magic. These small seeds can grow into a big plant. But how does a garden grow? I plant these seeds. I put dirt in the pot. I put seeds in the dirt. Then I water it. Wait, stop. That is not water. Danger, danger, danger. What is happening? Danger, danger, danger. Hi, I am Daisy. Who are you? Where am I? Danger, Anna, danger. It is hot. I need water. Water me! Seeds are magic. Tuyệt vời! Với hạt giống, đất, nước và ánh sáng mặt trời, bạn có thể trồng cây ăn trái, rau củ và bông hoa. Nhưng là bông hoa đẹp nhé! Hãy lắng nghe những người bạn của chúng ta nói về vườn cây nào! This is a peppermint. It grows in my garden. I am growing hog plum in my garden. I grow many plants in my garden. Plant, garden, water. Đây là những từ quan trọng trong vườn cây nhé. Và chúng có hai công việc. Chúng là danh từ và động từ. Nouns là người, nơi chốn, sự việc và ý tưởng. Cho nên fruit là một danh từ, verbs, là hành động. Chúng là những gì chúng ta làm. Cho nên eating là một động từ. Chúng ta hãy quay trở lại với Anna nào. Cô ấy sẽ cho chúng ta biết thêm. Today we visit a garden. I love gardens. Take me. Take me. Daisy, please ask nicely. Yes, Daisy. Ask nicely. Who are you, you big blue mailbox? Please, Max, Daisy, no fighting. Yes, Anna. Max, please take me to the garden. I am in a garden. Thanks, Max. Many plants grow in a garden. Garden begins with the letter G. G. Garden. Hey, let's play a game. The teacher explains. Anna nói một câu. Max hỏi là cái từ có gạch dưới là danh từ hay là động từ? Được rồi Anna, chúng tôi chuẩn bị rồi. A sunflower grows in the garden. Is garden a noun or a verb? It is a noun, a thing. She waters the eggplant. Is water a noun or a verb? Here, water is a verb. Bây giờ bạn có thể nói chuyện về vườn cây với gia đình và bạn bè. Bạn có thể hỏi, Do you garden? Hoặc là, What is growing in your garden? Và hãy tham gia với chúng tôi vào kỳ tới trong chương trình Let's Learn English with Anna nhé! It is very quiet. Max, where is Daisy? What did you do? Daisy is in a new garden. Very far away.